Phật tử, Bồ Tát trụ Diệm Huệ Điện này do nguyện lực nên được thấy nhiều vị Phật, thấy nhiều trăm vị Phật, thấy nhiều ngàn vị Phật, thấy nhiều trăm ngàn vị Phật, cho đến thấy nhiều trăm ngàn ức Na Do Tha vị Phật, đều cung kính tôn trọng thừa sự cúng dường. Y phục tọa cụ, thức ăn uống, thuốc thang, tất cả đồ tư sanh đều đem dâng cúng, cũng đem cúng dường tất cả chúng tăng, đem căn lành này thảy đều hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở chỗ vị Phật đó cung kính nghe pháp, nghe rồi thọ trì tu hành đầy đủ. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát trụ tại Diệm Huệ Địa do nguyện lực thuở xưa đã phát ra, cho nên được thấy rất nhiều vị Phật. Được thấy bao nhiêu vị Phật? Có thể thấy được hàng trăm vị Phật, hàng ngàn vị Phật, hàng trăm ngàn vị Phật, cho đến có thể thấy được trăm ngàn ức Na Do Tha vị Phật. Bồ Tát thấy Phật rồi, Ngài đều cung kính tôn trọng những vị Phật đó, hầu hạ, phụng dưỡng những vị Phật đó, đem các thứ vật tốt nhất dâng cúng lên những vị Phật đó. Đại khái là tất cả những vật dùng hàng ngày, như y phục để mặc, tọa cụ để ngồi, thức ăn uống thượng hạng, bổ dưỡng thân thể, hoặc thuốc men trị bệnh, chẳng có gì mà không bố thí dâng cúng lên chư Phật, đồng thời cũng đem những đồ vật đó dâng cúng lên các vị hiền thánh tăng. Tu tập căn lành như vậy, hoàn toàn hồi hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở tại đạo tràng của chư Phật thuyết pháp, dùng thái độ cung kính nghe pháp, chỉ cần nghe được chánh pháp rồi thì Ngài thọ dụng, chiếu cứ tu hành, cùng hành thực tiễn. Lại nữa, ở trong pháp của các đức Phật đó, xuất gia tu đạo, lại càng tu trì thâm tâm tin hiểu, trải qua vô lượng trong ngàn ước Na Do Tha kiếp, khiến cho các căn lành càng thêm sáng tịnh. Phật tử, ví như thợ vàng rèn luyện vàng thật làm đồ trang sức, những kim khí khác không thể sánh kịp. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, trụ nơi địa này hết thảy căn lành địa thấp hơn không thể sánh kịp. Như báu mà đi thành tịnh quang luân hay phóng quang minh, các châu báu khác không thể sánh kịp, gió mưa các duyên khác đều không thể hoại được. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, trụ nơi địa này, Bồ Tát địa thấp hơn không thể sánh kịp, các mà phiền não đều không thể hoại được. Bồ Tát này ở trong bốn pháp nhiếp thì thiên nhiều về đồng sự, trong 13 la mật thì thiên nhiều về tinh tấn, còn các hạnh khác chỉ tùy sức tùy phần mà tu hành. Vị Bồ Tát này ở tại Diệm Huệ Địa nghe pháp thọ trì tu hành đầy đủ ở trong pháp ích của chư Phật giả tục xuất gia, Ngài đoạn trừ các tham dục, lìa khỏi các ái lạc, chuyên tu vô thượng Phật đạo. Vì công phu tu trì ngày càng tăng trưởng, đối với pháp vi diệu vô thượng của chư Phật nói, từ nơi thâm tâm tin phục, lại cũng tìm không ra tư hào hoài nghi, trải qua vô lượng kiếp, khiến cho căn lành bồ đề của mình tu tập ngày càng sáng rỡ tinh thuần. Các vị đệ tử của Phật tu trì như vậy giống như thợ luyện vàng, lấy cát vàng từ dưới mỏ vàng lên rèn luyện thành thuần vàng, đem ra làm đồ trang sức. Nếu vàng đó chưa rèn luyện thì tuyệt đối không thể giống như vàng đã luyện rồi. Bồ Tát Tam Địa ở trước không bằng với vị Bồ Tát này. Đây cũng giống như bảo châu mani, quang luân thanh tịnh, có thể phóng ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng đó cũng không phải báu vật khác có thể có được, liền khiến cho các nhân duyên mưa gió cũng không thể làm tổn hoại được ánh sáng của bảo châu mani được. Đại Bồ Tát kiên cố giống như ánh sáng châu mani. Bồ Tát trụ ở ba địa trước, công phu tu trì của các ngài không bằng Bồ Tát tứ địa này. Bất cứ thiền mà ngoại đạo hoặc bất cứ phiền não bên ngoài nào đến, đều không thể phá hoại tâm định của ngài, làm lay động được ý chí của ngài. Khi vị Bồ Tát này dùng pháp nhiếp độ chúng sinh, khi vị Bồ Tát này dùng bốn pháp nhiếp độ chúng sinh thì dùng nhiều phương pháp đồng sự. Khi tu 13 la mật thì tu nhiều pháp môn tinh tấn 3 la mật. Ngoài ra 3 pháp nhiếp kia và 9 3 la mật kia thì không phải là không tu, mà chỉ là tùy sức lực của mình và duyên phận mà thôi. Phật tử, đó là lược nói về địa thứ tư Diệm Huệ Địa của Đại Bồ Tát. Bồ Tát trụ địa này, phần nhiều làm Dạ Ma Thiên Vương, dùng phương tiện khéo léo hay trừ thân kiến các hoặc của chúng sinh, khiến cho họ trụ tránh kiến, bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Như vậy làm tất cả các nghiệp đều không lìa niệm Phật, không lìa niệm Pháp, không lìa niệm Tăng, cho đến không lìa niệm đầy đủ nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đây là lược nói về cảnh giới tu hành địa thứ tư Diệm Huệ Địa của Đại Bồ Tát.
Bồ Tát ở tại quả này đa số đều làm Dạ Ma Thiên Vương. Ngài dùng đủ thứ phương tiện khéo léo để tiêu trừ thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới kiến thủ, tà kiến, các thứ mê hoặc của chúng sinh, khiến cho họ trụ vào chánh pháp. Ngài dùng bốn pháp nhiếp, bố thí, ánh ngữ, lợi hành, đồng sự, làm tất cả nghiệp lành đều không lìa khỏi công đức niệm Phật, không lìa khỏi pháp bảo thâm sâu vô thượng, không lìa khỏi ngưỡng mộ hiền thánh tăng thành tịnh, cho đến tư duy bậc nhất thiết trí, nhất thiết trí huệ tối thượng thù thắng. Lại nghĩ như vậy, tôi sẽ ở trong tất cả chúng sinh là thượng thủ, là thắng, là thù thắng, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, cho đến là bậc y trì của nhất thiết trí. Nếu Bồ Tát này phát tâm sinh tinh tấn trong khoảng một niệm, vào được ức số tam muội, thấy được ức số vị Phật, biết được thần lực của ức số vị Phật, có thể chấn động ức số thế giới, cho đến có thể thị hiện ức số thân, mỗi mỗi thân có ức số Bồ Tát làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực thủ thắng của Bồ Tát tự tại thị hiện thì hơn số trên đây, trăm ngàn ước kiếp cho đến trăm ngàn ước na do tha kiếp không thể đếm biết được. Vị Bồ Tát tại Diệm Huệ Điện này lại suy ngẫm như vậy: tôi phải ở trong hết thảy chúng sinh lãnh đạo họ, tôi phải có năng lực hơn người, có trí huệ đặc biệt, đầu óc sáng suốt, có tư tưởng vi diệu hơn người, tất cả biểu hiện phải cao hơn người bình thường, thậm chí phải có trí huệ hơn tất cả mọi người, càng phải có trí huệ cao hơn một bậc để làm chỗ nương tựa cho những người có trí. Nếu như vị Bồ Tát này tiến thêm một bước nữa, tâm dũng mãnh tinh tấn thì có thể ở trong khoảng một niệm, vào được ước số tam muội chánh định, có thể thấy được ước số vị Phật, cũng biết được ước số thần thông. Ngài có thể chấn động ước số thế giới cho đến có thể biến hóa ước số thân thị hiện khắp mọi nơi trong mỗi thần thể. Ngài lại có thể biến hóa ra ức số Bồ Tát làm quyến thuộc. Nếu nói về dùng nguyện lực thù thắng của vị Bồ Tát này đã phát